Toàn thể tất cả 500 anh em đã quay trở lại với kênh cờ bạc bịp mới nhất của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em nhé, một dòng sản phẩm máy đánh bài nhé, một dòng sản phẩm máy đánh bài thuộc dòng máy đánh bài cao cấp em nhé. Thì như anh em đã nhìn thấy đây, đây chính là một con máy đánh bài CVGA 600, hàng là hàng cao cấp em nhé. Thì hôm nay tôi đã đi giới thiệu và đi sâu vào cái sản phẩm này cho anh em. Đấy, thì con này thì nó được tích hợp này, anh em nhìn này, mở hộp ra nhé. Thì con này nó được tích hợp lên dòng iPhone X anh em ạ. Đấy, một con iPhone X cực kỳ đẹp luôn. Một con máy đánh bài tích hợp lên dòng iPhone X này anh em thấy không? Rất đẹp, không khác gì một chiếc iPhone bình thường em nhé. Đấy, thì hiện tại thì bên chúng tôi đang bán cái con máy đánh bài này ra thị trường giá chỉ có 8 triệu đồng thôi em nhé. Chỉ 8 triệu đồng thôi. Anh em đã sở hữu một chiếc điện thoại iPhone X và có công nghệ đánh bài, em thấy không? Cực kỳ rẻ. Và khi anh em mua máy đánh bài thì chúng tôi đã tặng ngay cho anh em 20 bộ bài ma vạch. Đấy, anh em thấy không? Tặng ngay anh em 20 bộ bài ma vạch, tức là hai cây bài này em nhé. Tặng hai cái bài đi kèm theo máy. Giá trị của bộ sản phẩm và cùng một hộp pin anh em nhé, trị giá của bộ sản phẩm khuyến mại này lên tới tận 2 triệu đồng anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, khuyến mại cực kỳ lớn và cực kỳ sốc luôn. Đấy, thì chiếc máy này thì đây, tôi giới thiệu cho anh em đi sâu vào cái con máy này em nhé. Anh em nhìn thấy không, máy này, máy vỏ ngoài nó rất đẹp anh em ạ. Đấy, thì bây giờ tôi bật máy lên này và tôi khởi động cho anh em này, em thấy không? Đấy, máy đang lên, em thấy không, máy rất nét này. Đấy, anh em nhìn thấy em thấy không, máy cực kỳ ok em nhé, rất mượt. Thì máy này em có thể lắp sim nghe gọi bình thường được, lướt web Zalo thoải mái luôn, cầm rất là chắc tay ấy, như một chiếc iPhone X bình thường. Thì cú pháp vào máy này, cú pháp vào máy của con máy này là thăng này 3721 em nhé. Đây, cú pháp vào máy của nó đây, thăng 3721, anh em bấm tôi đăng nhập này. Đấy, vậy anh em bấm cho tôi là đã mua game này. Đấy, anh em thấy chưa, đây mình đánh cho em mấy bấm liêng nhé. Đây, đánh liêng đây. Thì đây, mình sẽ chọn chế độ chơi. Anh em quan trọng nhất là trong cái đánh bài thì quan trọng nhất là ba cái nhanh nhé. Cái thứ nhất là chọn xúc sắc, tức là chế độ chơi này. Đấy, thì mình sẽ để chế độ chơi là 68 anh nhé, là chế độ chơi báo lá bỏ bài. Đấy, cái thứ hai là cái số người chơi của bên mình. Thì ví dụ mình chơi 5 người thì mình sẽ chọn 5 người. Và cái thứ ba là cái chế độ loa em nhé, chế độ âm thanh này. Đấy, thì trong cuộc chơi ấy, thì mình sẽ để chế độ tai nghe. Còn bây giờ mình đang review nên mình sẽ để chế độ loa em nhé. Ok. Đấy, và mình sẽ bắt đầu chơi cuộc chơi. Còn đây em nhé, còn đây là một bộ bài máy vạch theo máy em ạ. Em lưu ý với mình ở đây là một bộ bài máy vạch theo máy. Ở đây em nhìn thấy chưa, bộ bài là bộ bài máy vạch theo máy. Bài này thì là đấy, bài này thì là mắt thường không thể nhận biết được em nhé, mắt thường không thể nhận biết được, không khác gì một bộ bài thường à, chỉ có máy nó mới quét được thôi em ạ. Thì bài này thì chúng tôi mua chợ về và chúng tôi in một lớp máy vạch trên rìa bài này đấy, nên là anh em yên tâm, mắt thường không bao giờ nhận biết được. Và hiện tại chúng tôi cung cấp cho anh em rất nhiều mẫu bài đa dạng anh nhá, từ bài quả táo này, bài 2K này, bài mặt Phật này, kim cương xanh, kim cương đỏ đấy, rồng vàng, rồng đỏ. Anh em chơi bài gì thì anh em alo cho chúng tôi thì chúng tôi làm bài đó cho anh em ạ. Anh em lưu ý nhé, bài gì chúng tôi làm được. Và bây giờ ta sẽ vào cuộc chơi. Đây. Em nhé, máy báo 3 này, máy báo 3 thì mình sẽ bỏ đi 3 lá này. Đấy, máy đang báo để chế độ chơi là báo lá vào bài anh em. Đấy, 3 lá này. 5 người chơi em nhé. Máy đánh rất ok anh em ạ. Đây, bài mình 8 điểm này. Bắt đầu là mình 8 nhá, em thấy chưa? Đấy, 8 của 8 mình là 8 thắng này anh em thấy chưa? 8 mình có ác cơ là thắng này. 8 này 8 thua này. Đấy, 8 này 8 thua này. Đấy, bài mình là chiến thắng này, em thấy chưa? Cực kỳ chuẩn xác em nhé. Đấy, máy báo thì cực kỳ chuẩn xác anh em ạ. Đấy, một lá em nhé. Anh em lưu ý cho mình. Máy đánh rất sướng. Độ báo bài cực kỳ sướng luôn anh em ạ. Đây. 6. Máy báo 6 em nhé. Máy báo 6 thì mình sẽ bỏ đi 6 lá này. Đấy, mình sẽ bỏ đi 6 lá. Đây, anh em thấy chưa? Đấy, bài mình là 9 này em nhé. Bài mình là 9 có cơ này. Bài này 9 rô là thua này. Bài mình 9 có cơ anh em nhé. Đấy, em thấy không? Máy báo cực kỳ chuẩn xác. Đấy, 9 này. Đấy, em thấy không? Hai ván anh em nhé. Máy báo rất chuẩn xác. Đánh bài như này thì còn gì bằng đúng không anh em? Đặt 3 cái là máy đã báo rồi. Đây, bây giờ mình chỉ đọc bài này. Máy báo 1 em nhé. Đấy, máy báo 1 này, đấy đặt bài cái là máy báo, là máy báo 1 mình nhá, bỏ đi một lá tiếp này. Đấy, bài mình lại 9 này em này. Đấy, anh thấy chưa? Bài mình 9 ăn cụ nha em nhá, 9 ăn cơ này. Đấy, anh em thấy chưa? Máy báo rất ok em ạ. Đấy, thì mình sẽ chơi cho em vài ván thì em đã nhận biết được cái độ hiệu quả của máy này rồi đúng không anh em? Đấy, máy báo thì chính xác 100% và độ báo bài là cực kỳ nhanh. Đấy, thì nếu mà anh em nào mà muốn tìm hiểu chiếc máy iPhone X này, chiếc máy thời thượng nhất hiện nay. Đấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình qua số hotline 0832614422 em nhé. Và đặc biệt hơn này, bên mình hiện tại thì đang có hai cơ sở thứ nhất là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở thứ hai là bến xe Miền Đông Sài Gòn. Nếu mà anh em nào ở gần hai cơ sở ấy
thì anh em có thể tới trực thẳng trực tiếp cơ sở có bên mình để test hàng với bên mình em nhá. Mình khuyên anh em nên đến thẳng cơ sở mình để test hàng trực tiếp anh em ạ. Đấy, anh em tới thì test hàng trực tiếp thì bên mình sẽ hướng dẫn anh em. Đấy, bên mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng cái con máy này nó thành thạo và hướng dẫn anh em những kỹ năng đánh tiểu xảo với cái con máy này anh em nhé. Và nếu anh em ở xa không tới được ấy thì bên mình sẽ test trực tiếp thẳng trực tiếp cho em qua Facebook, Zalo anh em ạ. Còn video của mình làm tới đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em.